ว่าไปกระเลิกข้างในđây anh em ạ, tình trạng xe này để nó đang mất pha thớp, mất tầng thớp này. Đây mình nhìn sơ qua bên ngoài cảm thấy dây tóc bóng đèn nó rơi rồi này. Đấy, mình đi đêm thì nó không sáng anh em ạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay cái bóng của xe Honda GSX này nhá. Đấy, đầu tiên các bạn tháo cụm đèn pha này ra, tháo các ốc này ra nhá. Đây, các bạn tháo hết con ốc này ra. À, đây, ốc này mất rồi này, rơi rồi này. Đấy, các bạn tháo hết ốc này ra nhé. Đấy, bây giờ các bạn rút ra. Trời ơi. Đấy, bây giờ các bạn cho bóng mới vào nhé. Các bạn cho bóng mới vào, các bạn thử. Giờ các bạn nổ đi nhá. Đấy, bóng mới là có hai tầng nhá, tầng cao tầng thấp nhá. Bây giờ mình sẽ cho bóng cũ của nó vào. Đây nha, bóng cũ của nó đây nha. Rồi, chứng minh là bóng này nó cháy pha thớp nha. Đấy, dây tóc đã rụng một cái rồi anh em này. Đấy, nó chỉ được một pha thôi, là được pha cao thôi. Đấy, bóng mới các bạn cũng cho vào thôi nhá. Rồi, bây giờ các bạn lắp vào như cũ thôi. Em mình vừa đi làm nương về chưa kịp tắm rửa nên. Đấy, bây giờ các bạn đắp vào thôi. Ôi, vỡ hết rồi. Các bạn nhớ các bạn tháo, nếu mà bên dưới ốc dài thì các bạn nhớ là bên dưới là ốc dài nhá. Bên trên ốc ngắn thì các bạn đắp bên trên là ốc ngắn. Tắt coi. Nào, muốn thử đi, muốn đề thử đi. Nào, thử đi.
đấy, từng bật đèn nào, không đằng này đấy, hai tầng nào, ui quá sáng luôn đấy, em phạt tặng cẩu đấy, chuyển lên từng trên à, đấy rồi. Rồi ok rồi. Rồi coi bữa em mẹ mình bán. Ok rồi. Coi cũng vừa thay anh em ạ. To rồi. Thay còi, thay đèn, thay má phanh, thay bi.